Kính thưa toàn thể quý vị và các mạnh thường quân ở khắp nơi, và nhất là đoàn thiện nguyện đến từ giáo phận Vinh. Chúng tôi đây, tôi tên là Linh Mục An Tôn Thái Sang, là giám đốc Caritas của giáo phận Vinh Hóa. Hiện nay chúng tôi đưa đoàn lên huyện Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ để cứu trợ. Hiện nay chúng tôi đang đứng ở tại đây. Và kính thưa quý vị, hiện nay ở tại các tỉnh Yên Bái và Lào Cai, các nhu yếu phẩm đã quá sức tưởng tượng, bà con nhân dân đã ưu ái và đã gửi về cho bà con nhân dân ở tại vùng Tây Bắc rất là nhiều nhu yếu phẩm. Nhưng mà những nhu yếu phẩm của quý vị đã gửi tới đây, nhiều khi có bánh chưng rồi bánh mì ăn không hết và đã phải vứt bỏ, rồi quần áo đã gửi về đây cho chúng tôi cũng rất là nhiều mà không có chỗ để. Và hiện nay là mì tôm cũng như là gạo đã chuyển tới chúng tôi rất là nhiều, và hiện nay là chúng tôi đang phải tập trung lại ở nhiều nơi, không thể trao tới được đặt tay cho những người được thừa hưởng, bởi vì lý do là ngăn sông cách trở, cho nên là hiện tại gần nước chúng tôi phải dùng những con thuyền nhỏ để vận chuyển quá nhiều lương thực. Và ở tại vùng Yên Bái và Lào Cai thì hiện nay là các khu vực đó đang bị có nguy cơ sạt lở, cho nên là cấm không được vào trong các khu vực đó. Và hiện nay là người dân đã bị tập trung ở tại những địa điểm do nhà nước quy tụ họ lại để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chính vì thế mà các đoàn từ thiện không thể tới trao tận tay những người dân một cách trực tiếp được. Mong quý vị thông cảm và mong là quý vị tiếp tục hỗ trợ cho những người dân ở nơi đây sau khi mà nước rút, sau khi mà thiên tai ổn định, để cho bà con nhân dân ở tại đây phục hồi sau thiên tai rất quan trọng để bảo toàn sinh sống, bảo toàn cuộc sống của bà con nhân dân ở tại đây. Cho nên đây là tôi mong quý vị giúp cho vấn đề là phục hồi sau thiên tai thì sẽ tốt hơn trong lúc này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn vì sự thiện tình của quý vị và cầu chúc cho quý vị luôn luôn bình an và tràn đầy hậu ân của Thiên Chúa. Xin chân thành cảm ơn. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha rất nhiều. Thì đấy, để các ông về trong cái video này, để các ông gửi cho họ. Đây là chúng con cầu. Quý vị, bên cạnh nhà con đây là cha trưởng ban Caritas của giáo phận Vinh Hóa. Mặc dù từ sáng chúng tôi lên đây được ngài tiếp đón rất chị ân cần, và cộng tác với một số cha xứ ở đây cùng những người địa phương đây nhiệt tình để tìm mọi cách để bà con. Nhưng mà như cha đã nói đó, vấn đề để tiếp cận bà con trong cái vùng lũ lụt là rất chi là khó, đặc biệt những cái vùng mà thiệt hại nặng nề. Chính vì thế thì chúng ta lắng nghe lời nói của cha đó, để rồi đoàn từ thiện tiếp theo đó chúng ta lưu ý cân nhắc trước khi chúng ta ra đây, đó là chúng ta không nên mang cái nhu yếu phẩm ra nữa, mà chúng ta là nghĩ đến cái khắc phục sau lũ lụt. Cái hậu quả đó thì thiệt hại sau lũ rất chi là quan trọng, ví dụ như sửa nhà, sửa cửa, rồi các vật dụng, tất cả những đó rất chi là quan trọng đối với người dân nơi đây. Chính vì thế thì chúng ta cân nhắc, chúng ta có thể là dùng bằng tiền mặt để sau này chúng ta cộng tác với ban Caritas của giáo phận Vinh Hóa, để rồi chúng ta giúp được bà con được ổn định cuộc sống. Một lần nữa Caritas Vinh Hóa xin chân thành cảm ơn là quý vị đã đến từ Nghệ An và đến để giúp đỡ cho chúng tôi. Mong là quý vị giúp đỡ cho bà con nhân dân ở tại đây phục hồi sau thiên tai thì sẽ tốt hơn, và cầu chúc cho quý vị trước khi lên đường xin quý vị chúng ta cân nhắc việc chúng ta đi mang nhu yếu phẩm ra ngoài này. Hiện nay ở ngoài này thực tế là nhu yếu phẩm đã rất là nhiều rồi, và mong là quý vị chúng ta giúp đỡ hậu thiên tai, đó là phục hồi lại những ngôi nhà bị đổ nát và giúp lại những con đường bị hư hỏng và làm lại những giếng nước khơi nguồn để có nguồn nước sạch để cho bà con nhân dân ở tại đây sinh sống. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn các ông nhé.